Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, do được tam hợp với cục diện thái tuế, hơn nữa lại có lưu niên hỷ thần, cho nên trong tháng 1 âm lịch thì vận trình sự nghiệp của người tuổi ngọ khá là suôn sẻ và thuận lợi. Công việc của quý chủ tuổi ngọ thì liên tục thăng tiến, bản thân thì luôn bình tĩnh để không xảy ra những bất đồng quan điểm với đồng nghiệp cấp trên hay là với người bạn đời của mình. Và bên cạnh đó thì tài vận cũng rất khả quan, tiền tài kéo đến ầm ầm, cho nên cần phải tránh chi tiêu những khoản tiền lớn vào thời điểm này. Trong tháng 1 âm lịch thì những người tuổi ngọ là một trong những con giáp may mắn nhất về đường tài lộc và công danh sự nghiệp. Và ngay sau đây thì để cho quý vị hiểu rõ hơn cũng như là nắm rõ vận trình của mình thì xin mời tất cả quý vị hãy theo dõi chương trình để biết thêm chi tiết. Xin mời! Sau đây là phần tổng quan tử vi của các gia chủ tuổi ngọ trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi ngọ trong tháng này được dự đoán là tương đối ổn định. Cục diện bán tam hợp đem lại nhiều may mắn cho các gia chủ tuổi ngọ. Vì thế mà thăng tiến không ngừng, liên tục có sự thay đổi mở mang theo chiều hướng tốt. Đi xa làm ăn hay ngoại giao đều gặp được quý nhân tương trợ, thu về thành quả đáng ngưỡng mộ. Những người làm công ăn lương tháng này có nhiều cơ hội để tăng tiền lương, tiền thưởng. Tuy vậy, thu nhập cao, đi liền với công việc vất vả, lao tâm khổ tứ nhiều cũng cần phải chú ý đến sức khỏe. Với người kinh doanh buôn bán hay tự thân làm chủ, công việc làm ăn thuận buồm, xuôi gió, việc cũ việc mới luân chuyển hài hòa, càng mở rộng, càng nhiều không gian phát triển. Năm nay cũng khá thích hợp cho những ai có ý định khởi nghiệp, mạnh dạn khai phá những bước đi mạo hiểm, hứa hẹn nhiều trải nghiệm bất ngờ. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc Đại Tướng Quân, dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi ngọ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của Thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Luận giải tử vi tháng 1 năm 2022 cho người tuổi ngọ, tháng này tài lộc khởi sắc, tiền bạc hanh thông. Dấu hiệu dễ nhận thấy nhất chính là cảm giác kiếm tiền dễ dàng hơn, không còn quá trúc trắc, vất vả như trước. Đường số mưu sự dễ thành, dù quá trình làm có thể gặp đôi chút trở ngại, nhưng kết quả cuối cùng vẫn thỏa nguyện, thu về lợi nhuận tốt nhất. Mức độ chi tiêu hao tiền bạc trong tháng không quá nhiều, thu chi cân đối, đường số tiết kiệm thuận lợi, tích lũy được khoản khá khá, yên tâm cho một vài kế hoạch sắp tới. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp, tài lộc vào tháng này, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế, cũng như là vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xét tổng quan tử vi về sức khỏe tháng này không có vấn đề gì đáng phải lo lắng nhiều, không mắc bệnh tật nghiêm trọng, có ốm đau cũng dễ gặp thầy gặp thuốc mà mau lành. Tuy vậy, không vì thế mà chủ quan, luôn có bạch hổ hung tinh rình rập, cảnh báo tuổi ngọ vấn đề đi lại, đề phòng họa huyết quang, tai nạn xe cộ hoặc bị vật nhọn đâm phải gây chảy máu thương tổn. Các gia chủ tuổi ngọ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo, tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi ngọ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tháng 1 năm 2022 cho gia chủ tuổi ngọ về phương diện tình cảm, gia đạo khá thuận lợi và suôn sẻ. Với những người đã yên bề gia thất thì trong tháng này tình cảm mặn nồng, gia đình hòa thuận, vui vẻ, con cái ngoan ngoãn nghe lời. Lại thêm trong tháng này, có tin vui về thêm người thêm của, đặc biệt là người từ phương xa trở về. Trong tháng có vận quý nhân vượng, tình duyên của người tuổi ngọ được hỗ trợ mạnh mẽ, nhất là nam nữ, còn độc thân, nữ mạng, dễ gặp được người ưng ý, có thể trẻ tuổi hơn,
cũng có thể lớn tuổi hơn, duy trì mối quan hệ cát lành, nam mạng thì cũng có xu hướng tập trung phát triển sự nghiệp hơn, tuy nhiên đào hoa vẫn khá vượng, không hề cô đơn lẻ bóng. Tử vi từng tuổi ngọ trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954. Tháng này gia đạo của bác rất tốt, hòa khí gia đình ổn, con cái vui vẻ, sum vầy, không xảy ra va chạm gì lớn khiến cho bản mệnh phải suy nghĩ. Gia chủ cần phải chú ý đến sức khỏe, đặc biệt là cẩn trọng tai nạn bất ngờ xảy ra khi di chuyển. Ở độ tuổi này của các bác, một vết thương nhỏ thôi cũng rất khó lành. Thời tiết này đang giao mùa, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, nhất là các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Tin vui cho người tuổi Bính Ngọ trong tháng này là hầu hết các phương diện đều có khởi sắc, rất đáng mong chờ. Đặc biệt về tài lộc, không chỉ chính tài ổn định mà bản mệnh còn có cơ hội thu được lợi nhuận rất phong phú ở thiên tài, gia tăng tích lũy tài sản trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, vì tiền bạc đến nhanh nên một số người tâm lý hoang phí, tiêu xài bừa bãi khiến cho tài lộc thất thoát cũng rất nhanh. Phương diện tình cảm trong tháng khá ổn định, gia đạo êm ấm, hòa thuận, vui vẻ, không có mâu thuẫn hay tranh chấp quá lớn. Người tuổi Ngọ sinh năm 1978. Trong tháng này, vận khí của người tuổi Mậu Ngọ không tồi chút nào. Những người làm công việc văn phòng, cơ hội thăng chức trong năm khá nhiều, lương thưởng hậu hĩnh, kéo theo thu nhập được cải thiện nhanh chóng. Ở phương diện tình cảm, nữ mệnh cần phải học cách tiết chế tính nóng của mình. Giai đoạn này cũng bắt đầu thời kỳ mãn kinh nên cảm xúc của bạn rất dễ dao động. Tần suất cãi vã với các thành viên trong gia đình ngày càng nhiều. Nếu không chú ý tiết chế thì sẽ khiến cho không khí gia đình lúc nào cũng nặng nề, hôn nhân cũng rất dễ xảy ra rạn nứt. Cảm xúc bất ổn còn dễ dẫn đến một vài căn bệnh tâm lý, gây ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần mà bạn không được chủ quan. Tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Tử vi của người tuổi Canh Ngọ rất nhiều khởi sắc đáng mừng trong tháng này. Không chỉ công việc suôn sẻ mà đời sống tình cảm gia đình cũng rất hạnh phúc. Cát khí hỗ trợ mạnh đường công danh. Gia chủ sẽ có những cơ hội nhất định trong sự nghiệp, có thể được quý nhân phù trợ mà dễ dàng thành công, thăng tiến. Có điều cần nhớ, thành hay bại, cần phải dựa vào bản thân là chủ yếu. Các bạn còn độc thân cũng đang được đào hoa chiếu mệnh, có thể gặp được đối tượng phù hợp. Về mọi mặt, chỉ cần bạn đầu tư công sức nhiều hơn là sẽ có thể có một cái kết viên mãn. Một điều cần nhắc nhở người tuổi này là nên chú ý thói quen chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày. Bạn cần phải cân bằng thu chi, mua sắm hợp lý và tránh đầu tư một cách mù quáng. Những thói quen xấu về tiền bạc cần phải thay đổi càng sớm càng tốt, kẻo thất thu rất nhanh. Tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002. Đa phần các bạn tuổi Nhâm Ngọ vẫn còn đang trong độ tuổi đi học, chưa có nguồn thu nhập riêng. Dù có đi làm cũng chưa có nhiều kinh nghiệm nên nhìn chung chưa có nhiều đột phá. Một số bạn có thể làm, tranh thủ các kỳ nghỉ để đi làm thêm, nhưng quá trình tìm việc nhất định phải cẩn thận bởi nguy cơ lừa gạt lợi dụng khá lớn. Phương diện học tập cũng không quá lý tưởng, bạn cảm thấy thiếu động lực và rất dễ bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài khiến cho đầu óc mất tập trung. Các bạn lại chỉnh màng việc học do dành quá nhiều thời gian cho chuyện yêu đương hẹn hò. Đây chính là vấn đề cần phải hết sức tiết chế. Việc học vẫn là mục tiêu quan trọng mà bạn cần phải hướng tới lúc này. Đừng để công sức đèn sách bấy lâu đổ bể khi không thuận lợi tốt nghiệp, khi đó thì sự phát triển sau này của bạn cũng sẽ đầy rối ren. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày mùng 1 tháng 2 năm 2022 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Dần lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tốt thành hỏa cục, xung thân hình tỵ, phá hợi và tuyệt dậu. Tháng này không phải quá đen đủi đối với những người tuổi ngọ, cần phải chú ý những ngày sau. Ngày âm lịch, ngày 4 tháng 1 năm 2022, tức ngày 4 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 16 tháng 1 năm 2022, tức ngày 16 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tý, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 28 tháng 1 năm 2022, tức ngày 28 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tý, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi ngọ trong tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022.
ngày âm lịch, ngày 11 tháng 1 năm 2022, tức ngày 12 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mùi, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 23 tháng 1 năm 2022, tức ngày 23 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mùi, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận theo mẫu, họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc liên hệ trực tiếp đến số hotline của chương trình để được hỗ trợ miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi tuổi Ngọ trong tháng 1 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Ngọ, qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 1 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những thông tin bổ ích này đến từ Phong Thủy Gia Cát. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.